Bạn có tin là một đĩa đậu phụ rán vàng rụm, béo ngậy có thể cứu rỗi hạnh phúc của một gia đình không? Và tình yêu thì có thể làm nên một đĩa đậu rán ngon. Cách rán đậu ngon và tiêu chí thành phẩm. Bạn có thể tìm được 3 triệu kết quả trên Google với từ khóa cách rán đậu ngon. Về cơ bản thì các bài viết hướng dẫn một cách làm giống nhau với các bước như sau. Bước 1. Ngâm đậu vào trong nước muối ấm tỷ lệ 1 muối 4 nước trong 5 phút để nước muối rút hết lượng nước dư thừa trong đậu. Việc này sẽ giúp đậu mau phồng hơn và đỡ bắn hơn. Bước 2. Lăn đậu qua bột ngô, bột bắp để đậu giòn hơn. Không lăn cũng được, chẳng sao cả. Bước 3. Trong lúc chờ đậu ngấm với nước muối thì làm luôn cũng được. Đổ dầu vào chảo, cho vừa vừa thôi, đủ để láng mặt chảo, đun lửa nhỏ khoảng 2-3 phút cho dầu nóng. Bước 4. Thả đậu vào chảo, chiên và cầu nguyện để không bị bắn vào mặt. Nếu đã ngâm nước muối và để đậu ráo nước thì khả năng bị bắn chỉ còn là 10%, còn không thì là 50-50. Chú ý rán lửa nhỏ cho đến khi miếng đậu phồng lên và vàng đều thì gắp ra. Tiêu chuẩn của miếng đậu phụ rán ngon là miếng đậu vuông, vỏ tròn, vàng đều, phồng được thì càng tốt, không bị vỡ nát hay dính chảo, bên trong ngậy và không bị khô. Ngoài ra thì tiêu chí phụ là người rán không bị dầu bắn bỏng mặt hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Món đậu phụ tốt nhất nên được phục vụ hoặc là ăn khi còn nóng hổi và giòn rụm, hoặc giòn dai đều được, tùy khẩu vị mỗi nhà, miễn là chưa nguội ngắt để đảm bảo độ ngon và hương vị của món ăn. Bên cạnh đó, cho bữa ăn thêm ngon miệng thì tùy khẩu vị của gia đình mà bạn nên chuẩn bị một bát nước chấm ngon. Có thể là mắm tỏi ớt, mắm tôm hoặc là mắm cô đơn nhưng phải ngon. Ngoài ra, đậu phụ nên ăn kèm với kinh giới để tăng hương vị của món ăn. Đối với một số người gu ăn uống khác biệt, thích ăn đậu rán non, đậu sống, đậu nguội thì một số món yêu cầu đậu rán kiểu khác nhau. Đậu lướt ván, đậu tẩm mắm hành thì mình xin phép được gác lại ở một bên. Tình yêu và đĩa đậu rán thì có gì liên quan đến nhau? Dĩ nhiên là có liên quan. Để có được một đĩa đậu rán hay tổng quát hơn là một bữa ăn ngon mỗi ngày cho gia đình, người nấu cần một chút tình yêu. Đó có thể là tình yêu gia đình hoặc là tình yêu với việc nấu nướng, thưởng thức món ăn. Như người ta vẫn thường rêu rao, có tình yêu thì bạn làm mọi thứ có vẻ là sẽ tốt hơn. Vì tình yêu là thứ động lực rất là vãi linh hồn, có đúng không nhỉ? Mình thì thấy như thế này, bạn yêu tức là bạn say mê, thích thú và mong muốn có một kết quả tốt hoặc hoàn hảo. Bạn yêu thích nấu nướng thì dĩ nhiên là món ăn bạn nấu sẽ ngon. Bạn yêu gia đình, cộng vụng thì dĩ nhiên là bạn sẽ tìm cách để nấu ngon. Mọi lý lẽ còn lại đều là ngụy biện. Nhưng mà mình thích ngụy biện đấy, làm sao? Không có tình yêu thì đậu rán có ngon không? Ngoài tình yêu thì có một thứ khủng khiếp hơn được gọi là trách nhiệm để bạn có thể rán được một đĩa đậu ngon. Thậm chí, nếu tình yêu cho bạn đĩa đậu ngon khi bếp mát mẻ, thời tiết dễ chịu, thời gian thoải mái, thì trách nhiệm còn cho bạn đĩa đậu ngon ngay cả khi chẳng có thuận lợi hay khi tâm trạng bạn đã không tốt. Như mọi việc khác trong cuộc sống, trách nhiệm, thứ thuộc về lý tính, giúp bạn có được những sản phẩm, thành tựu chất lượng tốt hơn trong thời gian dài, bất chấp điều kiện. Còn tình yêu thì hên xui, vì nó là cảm tính. Nếu bạn có lý lẽ hay quan điểm nào khác thì mình rất vui được tiếp nhận. Bonus, những bữa cơm buồn tẻ. Trước tiên, mình xin cảm ơn bạn vì đã nghe đến đây. Cả ba đoạn trên mình viết chẳng liên quan gì với nhau cả, đúng không nhỉ? Nhưng mà đây, câu chuyện truyền cảm hứng mình băn khoăn đến vấn đề tình yêu, trách nhiệm và bữa cơm đây. Có một hôm, mẹ kể với mình rằng bố cau nhau và nặng lời việc mẹ nấu ăn không chín chu, món mặn món nhạt. Sau một ngày đi làm về vất vả nhìn mâm cơm mà chán ngắt. Lý lẽ của mẹ rằng do bố khó tính, do bố không trải nghiệm không gian chật chội, nóng bức của cái bếp. Do bố không biết chấp nhận, ngon thì ăn nhiều, không ngon thì ăn ít, nên việc cau nhau là quá đáng. Mình là người ở giữa, dĩ nhiên mình phải hỏi lại bố câu chuyện như thế nào. Câu chuyện của bố đơn giản chỉ là mẹ có thời gian đi chơi, đi buôn chuyện, bố không yêu cầu mẹ kiếm tiền. Bữa cơm bố chỉ cần chín chu đủ 4 món, canh, mặn, xào, rán và một thứ nêm nếm vừa vặn. Hôm nào mẹ nấu cũng không đúng mong muốn của bố thì bố góp ý. Vậy là lời góp ý của bố qua tai mẹ mình thì thành sự càu nhàu và nặng lời. Phụ nữ luôn bi kịch,
tiêu cực hóa nhiều chuyện mà đàn ông cho là không có gì. Nhưng điều đáng sợ nhất là gì? Sau khi phụ nữ coi lời góp ý của đàn ông là sự cầu nhau không đáng có, thì họ sẽ không cải thiện và khăng khăng cho mình là đúng. Với câu chuyện trên, sau khi nghe từ hai phía, mình góp ý với bố rằng lần sau, bố có thể nói nhẹ nhàng hơn được không? Vì mẹ thấy như thế là thô lỗ và cục cằn. Và góp ý với mẹ rằng có thể tiếp nhận feedback của khách hàng cùng một nhà một cách tích cực hơn để cải thiện mâm cơm cùng được không? Vì đúng là dạo này mẹ nấu cơm có chút buồn tẻ thật. Nếu bạn nào chuẩn bị đưa ra ý kiến, tại sao mày không đi mà nấu cơm ngon đi để mẹ mày nghỉ ngơi ấy, thì mình sẵn sàng phản bác, nhà mình có mỗi mẹ mình là linh động thời gian nhất để nấu cơm. Nhưng cuối cùng thì những bữa cơm buồn tẻ, với các món ăn nhạc lách như đế đậu phụ lõng bõng nước ở trên kia thì vẫn thường xuất hiện ở nhà mình. Thậm chí càng ngày, tần suất càng nhiều, đôi khi mình cố lừa gạt bản thân bằng cách biện hộ rằng mẹ bận, mẹ mệt, bếp nóng bức để trốn tránh lý do đơn giản nhất, mẹ mình không còn chú trọng đến trách nhiệm duy trì bữa ăn ngon và niềm vui sum họp, ăn uống trong gia đình nữa. Dù gì thì giữ lửa gia đình không phải là trách nhiệm của riêng người phụ nữ hay người đàn ông. Mọi diễn biến tình cảm, trạng thái gắn bó của gia đình đều phải đến từ các phía vợ, chồng, bố mẹ, con cái, bà cháu. Nhưng đâu đấy thì mình vẫn thấy trọng trách của người phụ nữ và căn bếp cũng như những bữa cơm sum họp mỗi ngày quan trọng hơn cả. Vì cảm xúc thì đến từ vật chất, chẳng phải ăn ngon một chút là tâm trạng tốt hơn một chút rồi sao? Vậy nên các bạn ạ, việc ăn uống quan trọng lắm nhé. Dù là ghét bếp hay yêu bếp thì hãy tập nấu ăn vì hạnh phúc gia đình của bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe hết bài viết của tác giả. Hôm nay, sau nhiều những bữa cơm buồn tẻ thì đĩa đậu phụ giàn lõng bõng nước làm mình cảm thấy trái tim này có gì đó rạn vỡ. Dù sao thì vẫn có người nấu cho mà ăn và có cái để mà ăn, nên mình đành dán lại trái tim và rán lại chỗ đậu. Ha, cảm ơn các bạn một lần nữa. Vậy các bạn có cảm thấy việc nấu ăn là một việc gì đấy rất quan trọng cho cuộc sống gia đình hay không? Hãy cho bọn mình biết ý kiến ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share. Và lần này các bạn có thể dán thêm một đĩa đậu rán thật là đẹp rồi cho chúng mình biết được không? Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!